hôm nay mình có mặt ở ngoài Vĩnh Trạch nha bạn, thuộc huyện Thới Sơn, tỉnh An Giang nha. Hôm nay mình đi với chú Tám, anh Kiệm, Bảy nha, để cưa cái cây còng nữa. Cây còng thì nó cực kỳ khó luôn, làm chọn lên trên cái mấy nhà này hết, cưa cái tàn của nó nhiều lắm. Chú bà tới đây luôn. Hết hồn tám. Góc này nè. Gần nhà quá. Nó bị mưa mà nó rất là trơn. Hồi nãy lúc mình ra là chưa mưa, giờ đang mưa là còn ngủ học. Giờ anh Kiệm chuẩn bị lên chứ mà. Nãy ông thôn chỉ chắc đậu đâu đúng không? Rồi hỏi chủ dậu trong cắt sắt lách đi rồi nữa chú mới là kiếm cái đoạn nào lấy đoạn nào lấy. Bên cái thằng nó lấy đoạn. Trơn quá cho nên Kiệm phải dùng nỏ nha mày. Mình vẫn sử dụng cái bằng ủi mà cái cà rít vẫn kèo nhắn về trước nha. Cái này là chỉ một cách là mình một người ở trên để mình xả lóng lên, xả lóng mình thảy xuống nha. Trên này nó không có khoảng trống để mình treo bay ra ngoài. Giờ anh Kiệm anh lên đây anh xả nhánh này xuống, nhánh này có thể anh hạ cho nó bay. Nó hơi còi nhẹ vô cái mái nhà nha. Giờ anh ra nhánh nhỏ ngoài này các bạn. Giờ anh kêu hai nhánh luôn nha bạn. Xuống từ từ bé ơi. Để tám chỉnh xả bớt mới được. Ủa?
Vừa vừa đúng mã rồi. Rồi buông đi. Trời đã mưa luôn các bạn. Hơi cọ cái giấc bên này nha, tại cái nắng này nó hơi dài, mùa rong bám thì giờ nữa, trời mưa mà gặp thế này nó rất là trơn. Hắn cho mà thấy nha. Rồi xuống đây rồi. Tiếp tục vẫn treo cái nhánh này luôn nha mọi người. Qua đây hả? Wow.
đi ra ngoài chưa nè. Đúng rồi á. Con có dây một quá gì. Ra tốt ngoài cái cây ngoài đó đi. Rong ra từ từ nha. Nhánh nó không có đường đưa ra ngoài nha. Đó.
cái gốc này. Nhào cái liền luôn. Hơi dính miếng da kìa ơi. Xuống cái bãi đủ dây ra. Tiếp tục bánh treo cái nhánh lớn cái này cái nữa đi mà. Thank you.
kéo được ghép mới nổi. Có xuống đây, xuống đây. À, xuống này đây. Cho mà kéo nổi. Cái còng này nói chung là cực kỳ khó luôn, là nhánh nào mình cũng treo lên đó. Yeah.
để nhánh nó chịu, anh đưa mấy nhánh nhỏ xuống luôn nha bạn. Có cây gáo của nó nhưng mình treo qua đó nó dễ hơn nha mà. Mình qua thì nó có khoảng trống nhưng mà bấm luôn cái tượng bên đây nha bạn, tượng cũng khá lớn nha. Oh.
trời lúc này mưa hoài nhưng mà cho nên video có tối các bạn xem cũng thông cảm nha. Nên là
xuống ngay chân quá trời củi luôn. Bên kia mình có chỗ đứng luôn. Yeah.
Xong hết rồi, xin người kết thúc clip này đây nha, hẹn bạn lấy video của mình nha, bye bye các bạn. Nhấn bộ cũng không được. Dạ. Nhấn bộ cũng không. À nhấn của bà chủ cây mới lấy lại. Cái này lên clip mà hả? Dạ. Hả? Dạ. Còn ông chủ mua này ông chỉ lấy hai cái thằng mấy lóc.